Thưa mọi người, trước mặt mọi người là trường hợp của bệnh nhân Sơn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1966, quê Bạc Liêu. Bệnh nhân đang nằm ở khoa nội tim mạch của bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước đó là trong lúc đang giữ cháu thì bệnh nhân xuất hiện một cái cơn đau ngực đột ngột, sau đó lâm dần vào nguy kịch luôn, và tại bệnh viện bệnh nhân có 3 lần ngưng tim ngưng thở. May mắn là nhờ các bác sĩ xử trí kịp thời đã qua cái cơn nguy kịch. Thì hôm nay cũng nhân cái trường hợp này, em muốn cảnh báo đến mọi người, cảnh báo cộng đồng về cái câu chuyện mà bất ngờ bị đột quỵ, bị nhồi máu cơ tim như thế này, để mà mọi người có một cái cách để mà phòng tránh, có cái dấu hiệu để mà mình lo, mình đi bệnh viện sớm mà giữ được cái tính mạng của mình. Thưa bác sĩ, không biết là bệnh nhân này nhập viện trong cái tình cảnh nào ạ? Cô này thì đang chưa có bệnh lý gì cả, nhập viện trong trạng thái là cô bị đau ngực dữ dội sau cái xương ức của mình. Thì cô sau khi được nhập viện thì được các bác sĩ chẩn đoán là cô bị tắc mạch máu nuôi tim phía bên phải, cần phải can thiệp khai thông mạch máu khẩn cấp. Thì cô đang trên đường chuẩn bị lên xe để chuyển viện đến nơi can thiệp thì cô đột ngột bị ngưng tim. Sau khi phát hiện cô bị ngưng tim rồng cứng như vậy thì đã được các bác sĩ hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện và có lại nhịp tim, và sốc điện ở ngay trên xe cấp cứu, sốc điện tại xe cấp cứu luôn. Sau đó khi chuyển lên bệnh viện Đại học Y Dược để can thiệp mạch máu nuôi tim, thì trong lúc trong trước và trong lúc can thiệp thì bệnh nhân bị ngưng tim thêm 2 lần nữa, đều được các bác sĩ hồi sức thành công và sốc điện tổng cộng thêm khoảng 3 lần nữa. Sau đó bệnh nhân có tim trở lại. Là 3 lần ngưng tim đều ở trên xe cấp cứu hết? Dạ. Không. Lần đầu trên xe cấp cứu, rồi 2 lần sau là ở trên bệnh viện Đại học Y Dược. Sau đó thì bệnh nhân được can thiệp mạch máu nuôi tim bên phải, được khai thông và đặt một cái stent. Các mạch máu còn lại thì hẹp khoảng 40%, nên không có cần can thiệp stent. Thì sau khi can thiệp được đặt stent xong, khai thông mạch máu thì bệnh nhân tình trạng huyết động ổn định, tri giác cải thiện, tỉnh táo, giảm bớt đau ngực, bớt khó thở. Hiện tại thì bệnh nhân cảm giác khỏe hơn, không có còn triệu chứng đau ngực và khó thở nữa. Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân trong tình trạng ổn định. Bệnh nhân bị ngày nào vậy bác sĩ? Bệnh nhân bị thứ 3. Thứ 3 và rồi ngày 29 tháng 8. Là 3 lần ngưng tim đều trong cái ngày đó luôn. 3 lần ngưng tim là trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ can thiệp cho bệnh nhân. Khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì mình có biết cái nguyên nhân vì sao mà bệnh nhân liên tục ngưng tim như vậy không? Nguyên nhân chính là do bệnh nhân bị tắc mạch máu nuôi tim phía bên phải. Mạch máu nuôi tim này có một chức năng quan trọng là nó sẽ nuôi cái nút phát nhịp tim của cơ thể của mình. Thì khi bị tắc mạch máu nuôi tim này thì không có máu tới nuôi nút phát nhịp tim, dẫn đến tình trạng là không, tim nó không có thể đập được. Cái tình trạng này ở bệnh viện của mình có thường xuyên gặp không? Tình trạng tắc mạch máu nuôi tim phải vô viện là một trong những tình trạng rất thường gặp và một trong 10 bệnh lý phổ biến nhất của khoa nội tim mạch cũng như của bệnh viện Lê Văn Thịnh. Thì hàng năm có đến khoảng hơn từ 100 cho tới 200 ca bệnh nhân phải được các bác sĩ chẩn đoán và được đưa đi can thiệp. Cái này nếu mà can thiệp trễ thì bệnh nhân sẽ dẫn đến những cái hậu quả gì ạ? Hậu quả trước mắt mà nếu chúng ta không đi can thiệp sớm hoặc là chúng ta không phát hiện kịp thời là bệnh nhân sẽ tử vong vì tắc mạch máu nuôi tim. Nếu bệnh nhân được đưa vào trễ vẫn trong giờ có thể đi can thiệp được thì sẽ để lại một số hậu quả. Thứ nhất là bệnh nhân sẽ bị rối loạn nhịp, thứ hai bệnh nhân sẽ bị suy tim do trái tim để chịu đựng tình trạng thiếu máu kéo dài dẫn đến chức năng của nó. Thứ ba có thể dẫn đến những biến chứng lâu hơn, ví dụ như thảo thủng các thành của tim. Đó là những biến chứng mà có thể gặp nhất. Tức là những cái biến chứng đó nó gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống lâu dài của bệnh nhân như thế nào ạ? Trước mắt những cái biến chứng đó là nó đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Nếu chúng ta không xử lý kịp thời cũng như là tình trạng quá xấu có thể vượt ngoài tầm kiểm soát thì bệnh nhân sẽ mất mạng. Nếu chúng ta có thể kiểm soát kịp thời, điều trị tốt thì bệnh nhân vẫn có thể sống được và có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân tùy vô mỗi cái biến chứng. Ví dụ như biến chứng rối loạn nhịp thì chúng ta kiểm soát được thì bệnh nhân có thể sống tốt được mà không có bị ảnh hưởng gì cả về chức năng sau này. Tuy nhiên những biến chứng ví dụ như suy tim thì thời gian sống còn bệnh nhân sẽ giảm xuống, chất lượng cuộc sống sẽ giảm xuống. Hoặc là như biến chứng thủng thành tim thì gần như tỷ lệ tử vong rất cao, đến 80-90%. Như vậy thì từ những cái trường hợp như vậy mình có khuyến cáo gì cho người dân về cái dấu hiệu cũng như là cái cách điều trị? Chuyện trước mắt bắt buộc là đa số những bệnh nhân, những người mà chưa có bệnh lý gì cả nên đi khám sức khỏe tổng quát mỗi năm khoảng 2 lần để chúng ta có thể tìm ra các dấu hiệu sớm chưa biểu hiện ra bên ngoài bằng cách đo điện tim, siêu âm tim cũng như làm các xét nghiệm mỡ máu hoặc là xét nghiệm chức năng khác của cơ thể để xem thử có bất thường gì chưa.
hoặc nếu trong tình trạng bệnh cảm thấy là sức lao động của mình giảm, hoặc là bệnh nhân có triệu chứng cảm giác hơi đau ngực hoặc khó thở thì cũng nên đến bệnh viện sớm, tránh tình trạng theo dõi kéo dài ở nhà. À, nhưng mà với riêng các trường hợp này thì bệnh nhân có tốn viện phí nhiều không ạ? Cổ thứ nhất là cổ không có bảo hiểm y tế, nên thành ra gần như các chi phí về mặt điều trị và các bệnh của cổ sẽ phải chịu hết. Riêng chi phí về mặt can thiệp và điều trị trước mắt của cổ không để tốn khoảng từ 50 cho tới 80 triệu. Sau đó cổ không phải nằm viện thời gian khoảng 5 tới 10 ngày để theo dõi các biến chứng sau khi can thiệp xong, cũng như điều trị tình trạng ổn định. Cổ sẽ phải uống thuốc định kỳ mỗi ngày và uống thuốc suốt đời còn lại của đời sống của mình. Nếu tính mà không bảo hiểm y tế với tình trạng điều trị mà tốt nhất, với những loại thuốc tốt nhất điều trị cho tình trạng của cổ thì một tháng thì tốn từ 2 tới 3 triệu. Uống thuốc suốt đời là cái loại thuốc đó là thuốc gì ạ? Nó có rất là nhiều loại thuốc mà cổ sẽ phải uống, thì chắc chắn cổ sau khi xuất viện cổ sẽ dùng cái to thuốc từ 6 cho tới 8 loại thuốc. 6 đến 8 loại thuốc là nó bắt buộc phải uống để kiểm soát tình trạng bệnh của cổ. Thứ nhất là các thuốc phòng ngừa đột quỵ tắc mạch máu trở lại. Thứ hai là thuốc mỡ máu, thứ ba là các nhóm thuốc điều trị về suy tim. Đó là những thuốc điều trị cho cổ. Tức là dù được cứu sống nhưng mà cái cuộc sống sau này phải phụ thuộc vào thuốc rất nhiều. Dạ. Thì chắc cô Ngọc Lan cũng nghe được cái tình trạng mà bác sĩ nói cho mình biết rồi ha. Thì mình có thể kể lại cái hôm đó là lúc mấy giờ cô bị cái tình trạng đau ngực và sau đó mình có cảm thấy sức khỏe mình như thế nào không? 8 giờ sáng. Dạ. 8 giờ sáng cái đi ra rửa mặt cái nó chán dáng, cái nó té hồi nào cô không hay. Té xuống. Lúc đó đang giữ cháu hả? Cháu nó ngủ ở trong nhà. Giữ mấy đứa cháu? Hai đứa nhỏ, cháu của con hả? Nhỏ gái thì nó ở bên kia, còn thằng trai cái nó kêu ngoại ơi ngoại, cái mình nằm ở dưới đất rồi cái nó cầm lấy điện thoại lên nó điện cho mẹ nó. Nhì ơi ngoại té rồi, rồi cái mẹ nó điện cho dì tư chạy qua. Cháu mấy tuổi rồi mà biết gọi điện? 2 tuổi rưỡi. Ôi mới 2 tuổi rưỡi mà lại biết lấy điện thoại gọi hả? Ôi trời nó lanh lắm. Còn cái con bé kia là nó 4 tuổi rồi, nó ở bên dì hai. Nó đang ngủ. Dì hai không phải, dì hai nó ẩm qua bệnh. Ăn cho nó đi học. Tính bữa thứ hai xin cho nó đi học đó. Cháu trai 2 tuổi rưỡi mà biết bấm điện thoại cho mẹ, biết gọi nữa. Nói. Nó kêu mẹ nó kêu không có kêu mẹ, nó kêu Nhi. Nhi. Nhi ơi, ngoại té. Ngoại té hả? Ngoại té. Bao nhiêu lâu là con gái cô chạy qua? Cô nằm ở đó, là nhỏ thứ tư, nó đi qua là cô đi lên. Cô lên cô vô phòng. Rồi cô vô phòng là cái đầu của cô nó ướt, rồi cái lưng cô nó cũng ướt nữa. Tại vì té trong cầu đó. Thì cô vô chồng cô nằm. Chút xíu cái nhỏ thứ tư nó lại rồi. Chút xíu giật hồi nào cô không biết nữa. Là xong rồi hôn mê luôn. Hôn mê nữa, giật thêm lần nữa. Cái Nhi bịch giật gì? Co giật người á hả? Co giật người á. Rồi có thấy đau ngực dữ dội không? Đau ngực không? Có đau ngực. Cái chú ông chở đi, cái con bịch gì nó sao nó ôm. Ôm cô. Thì cô nghe nó kêu Vú ơi. Cái nó mà mở nó mắt không nổi. Ghê quá ha. Trời. Đó giờ hồi là xưa tới giờ khỏe re không có bị gì hết. Đẻ 5 đứa con. Đi vô là đẻ. Đi vô cỡ 20 phút là đẻ. Đau bụng ở nhà về tới chừng 20 phút sau vô bệnh viện là đẻ. Không có biết đi bệnh viện. Trời ơi. Nhưng mà đó giờ nhà có ai bị đột quỵ giống mình không? Không. Cũng không ai bị luôn. Không. Rồi cô từ Âu quận mấy chạy qua Đại học Y Dược? Cô ở bên quận 2. Quận 2 mà chở qua tới Đại học Y Dược hả? Ông chở lại đây. Bệnh viện này, rồi bệnh viện này mới phỏng vấn nói làm sao đó mới chở đi bệnh viện Y Dược. Rồi xong Y Dược đều gọi là xử trí cấp cứu xong rồi đưa trở lại đây. Đưa lại đây. Dạ. Mà lúc lên xe bị giật nữa cô không biết. Nhỏ thứ tư nó kệ lại thôi. Bị giật lần ở trên xe. Rồi tới chừng đi vô trong Y Dược đó. Cái nằm ở trên đó, cái giật nữa, cô không biết. Rồi đóng giật lần ghê lắm. Nghe nói là 60-70 triệu viện phí, vậy là có tiền đóng không? Trời ơi, thầy cũng chạy dây hỏi người ta. Vì chứ còn lên nó cũng đi làm mướn. Nó thôi chồng rồi, cái nó cũng lên làm mướn đó, nhỏ út á. Rồi giữ con cho nó. Cho nó làm, bán quán. Giữ con cho con gái út.
À, mấy người con kia là có ai ở con nào ở dưới quê không? Ở con nhỏ gầy từ nằm ở dưới quê. Nó làm tiêm tóc. Mới lên đây 3 năm thôi, 3 năm phụ con lo cho hai đứa nhỏ. Rồi sau cái sự việc này là mình có cái lời nhắn nhủ gì với những cái người khác mà cùng cái độ tuổi giống mình mà lỡ mà chẳng may mà có đột quỵ bất ngờ còn biết được mà tính không? Một bà có mấy người đó vậy đó, có như mình này kia có triệu chứng gì đó, cái đi khám đi này kia chứ đừng có bỏ chủ quan như mình, chủ quan gì không được. Chủ quan là mất mạng như chơi ha. Cái này mình tới 3 lần ngưng tim Phương Thảo mà mình được cứu sống thành công rồi cũng mạng lớn ha cô ha. Mình cũng hồi xưa cũng có mua bảo hiểm, cái qua rồi không có bảo hiểm, không có đi lần nào đi bệnh viện hết trơn á. Lâu quá ít đi bệnh viện quá không mua nữa. Không mua nữa. Bỏ bảo hiểm mấy năm rồi? Bỏ 2 năm rồi. Bỏ 2 năm. Phải có bảo hiểm đỡ rồi. 2-3 năm rồi. Rồi thôi, cố gắng ha cô ha, giữ sức khỏe ha. Con thấy vậy là cũng đỡ rồi đó. Đặt stent, có đặt stent luôn. Hết rồi, bây giờ trong người cô giờ dạ thôi thì nói chung là đây cũng là một cái trường hợp cảnh tỉnh mọi người, một là phải theo dõi sức khỏe của mình, hai là phải mua bảo hiểm định kỳ để có gì cũng đỡ tiền ha, ba là chú ý mấy cái dấu hiệu mà đột quỵ đau ngực này kia ha. Rồi thôi con chúc cô mau khỏe nha. Dạ.